nhá, bắt đầu chiến đấu nhá. Sáng sớm học như này thì nó mới gọi là đầu óc sảng khoái, tinh thần mình vào mình chiến được, đúng không? Nhưng mà hãy cẩn thận, không là trong cái đề này của thầy mình rất nhiều mìn và sẽ khiến cho các em có rất nhiều cái cú vấp ngã, cú say ngu. Mà yên tâm ạ, say ngu với thầy mình còn hơn là say ngu với thầy mình ấy, còn hơn là sai trong đề thi trung học thông ra. Đúng không ạ? Mình bắt đầu chiến đấu nhá. Câu số 1 ạ. Nào bạn cũng comment đáp án nha. Câu số 1 đáp án gì ạ? Câu số 1 ạ. Các bạn comment đáp án thì mình xem nào. Câu số 1 các bạn chọn đáp án gì ạ? Câu 1 rồi các em. Khẩn trước, khẩn trước, khẩn trước. Câu 1 đáp án gì ạ? Rồi. Cái gì? Thằng Nguyễn Đạt lại bị xuể à? Chịu. Câu 1 ạ. Chất nào do tác dụng HCl thu được khí không màu, không mùi? Anh nào? Đứng nào ngu ngốc chọn FES nha. FES thu được khí H2S là khí mùi trứng thối. Đúng chưa? Đáp án đúng là FeCO3. Bởi vì ta sẽ thu được khí là khí CO2 không màu, không mùi. Câu số 2 ạ. Chất nào sau đây dùng để sản xuất tơ viscose? Câu số 2. À, tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án B. Xem có bạn nào bị ngu ngốc chọn một A nào. À, không bạn nào ngu ngốc bị chọn một A. Thế là ấm. Được, tốt. Thầy chào Phương Linh nhá. Phương Linh dậy sớm lại. Chào Quỳnh Diệp. Quỳnh Diệp dậy sớm lại. Quang Minh đây rồi. Rất tốt. Nào, câu 2 ạ. Chất nào sau đây dùng để sản xuất tơ viscose đó là gì ạ? Cellulose các em nhé. Cellulose được dùng để sản xuất tơ viscose. Cellulose nhúng vào dung dịch CS2. Câu 3. Số nguyên tử carbon trong phân tử ethyl acrylase. Số nguyên tử carbon trong phân tử ethyl acrylase. Bao nhiêu nguyên tử carbon? Thầy chào Thùy Duyên. Thùy Duyên khỏi ốm rồi nhỉ? May quá. Mỗi buổi sáng nhìn thấy các em có thể dậy sớm học bài cùng thầy mình là thầy mình biết rằng là chúng ta đang luyện tập những cái trí não làm sao cho ngày càng nó càng thông suốt hơn để chuẩn bị cho cái kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời sắp tới. Số nguyên tử carbon trong phân tử ethyl acrylase. Ôi, thừa một rồi. Acrylase ethyl. Ta có mấy ạ? 5. D nhá. 5. Câu 4 ạ, tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên? Câu 4 ạ, tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên? Thì tơ thiên nhiên chúng ta đó là gì? Tơ tằm, đúng không? Câu 5 ạ. Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất? Nào. Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện nhất tốt nhất? Các bạn comment nhanh lên ạ, các bạn comment phải làm sao ấy. Nhanh hơn thầy. Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất? Bộ, đúng không? Bộ là bạc nhỉ, bộ đội Việt Nam. Vậy là bạc, đáp án đúng chúng ta là bạn A. Câu 6 ạ, chất nào sau đây thuộc loại dipeptide? Dipeptide thì được cấu tạo bởi những anh từ gì ạ? Có từ hai gốc alpha amino acid trở lên. Dipeptide là từ hai gốc alpha amino acid. Đúng không? Tripeptide thì mới là ba. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Thế bên tuyên dương tất cả các bạn đã chọn 6B, rất tốt. Tuyên dương Luyến Lê, Trần Chí Hữu này. Ok. Lê Đức Hùng, Phương Linh này, Ngân Kim, Phan Kim Chi, Quỳ Cù Quỳnh Như hôm nay học buổi đầu tiên hay sao? Từ Dương Long Hoàng, Huyền Linh, Nguyễn Đạt, Quang Minh Nguyễn thì nhìn từ những buổi đầu tiên rồi. Hà Nguyễn, Trần Chí Hữu, Nguyễn Thúy, ok. Tiếp tục các em nhé. Tiếp tục nhé. Câu 7, trong y học carbohydrate nào sau đây dùng để làm thuốc tăng lực? Câu 7, carbohydrate nào sau đây dùng để làm thuốc tăng lực? Thì dùng để làm thuốc tăng lực là gì? Glucose. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. Câu 8 ạ. Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất? Câu 8 ạ. Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất? Kim loại nào sau đây có độ cứng là lớn nhất? Các bạn lưu ý nhá. Chrome đúng không? Đáp án đúng chúng ta đáp án B. Câu 9 ạ. Hợp chất CH3NHCH5 có tên là? Hợp chất CH3NHCH5 có tên là? Anh này có tên là gì? Etin, metin, amin. Đúng không? Etin, metin, amin. B. Câu 10. Axit formic thì có công thức là?
Acid formic thì có công thức là HCO2, C. Câu 11, kim loại Al không tan trong dịch nào? 11, kim loại Al không tan trong dịch nào? Nhôm, sắt, chrome, đúng không ạ? Nhôm, sắt, chrome thì bị thụ động trong H2O3 là của C. 12, chất nào sau đây là thành phần chính của bột tre gỗ được dùng để sản xuất giấy? Nào, chất nào sau đây là thành phần chính của bột tre gỗ được dùng để sản xuất giấy? Các bạn lưu ý sản xuất giấy. Anh nào? Cellulose, đúng không? 12 đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A, cellulose. Tuyên dương tất cả bạn đã chọn A nhá. Rất nhiều bạn chọn A. Rồi, rất tốt. Câu 13, chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất? Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất? Các bạn lưu ý nha. Đề bài yêu cầu chúng ta là nhiệt độ sôi thấp nhất. Nhiệt độ sôi thấp nhất là cái anh mà không có liên kết hydro. Đúng chưa? Vậy tương tự với câu hỏi chúng ta là trong này anh nào không có liên kết hydro thì đó là anh este CH3 COCH3. Anh này sẽ có nhiệt độ sôi thấp nhất. 14 ạ. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại. Nào. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại. Thì kim loại của chúng ta thì nó chỉ có 1, 2, 3 e lúc ngoài cùng thôi. Đúng không? Và do nó có 1, 2 hoặc 3 e ngoài cùng nên tính chất đặc trưng của nó đó là tính khử. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. 15 ạ. Polymer nào sau đây có cấu trúc mạng không gian? Polymer nào sau đây có cấu trúc mạng không gian? Nào, anh nào cấu trúc mạng không gian? Cái này là nhiều bạn bị nhầm đấy. Cái này sẽ là rất nhiều như bạn, rất rất nhiều bạn bị nhầm. Cấu trúc mạng không gian là gì? Cao su gì? Chẳng có cao su gì đâu. Nhựa bakelit kem nha. Đáp án chính xác chúng ta phải là đáp án A cơ. 16. Polyethylene được điều chế trực tiếp từ monomer nào sau đây? Thì polyethylene ấy nó sẽ được điều chế trực tiếp từ ethylene. Đúng không? Đi từ ethylene nhé. Vậy 16 chúng ta phải là đáp án A. Rất tốt. Tuyên dương bạn comment nhanh nhất là bạn Huyền Linh. Bạn thứ hai bạn Nguyễn Đạt, bạn thứ ba bạn Quang Minh Nguyễn. Tuyên dương tất cả bạn và các em. 17. Trong cùng một điều kiện. 17. Trong cùng một điều kiện. Ion nào sau đây có tính xoay yếu nhất? Trong cùng một điều kiện nhé. Ion kim loại nào sau đây có tính hỗn xóa là yếu nhất? Thì tính hỗn xóa là yếu nhất khi và chỉ khi tính kim loại là mạnh nhất. Đúng chưa? Khi. Khi đúng không? Khi vậy là anh nào? Anh B đúng không? Kali, K cộng. 18 câu bài tập đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay. Đốt cháy hoàn toàn M gam hỗn hợp glufosinate. Mình quy đổi nó về còn C và H2O. Cần O2, số mol O2 là 0,2. Mình thu được CO2, H2O. Mình có số mol của C bằng số mol O2 bằng số mol CO2 bằng 0,2. Hấp thụ với nước vôi trong dư. Thì chắc chắn mình thu được kết tủa là CaCO3. Số mol là 0,2. Được chưa? 0,2 mol kết tủa. Vậy giá trị là 0,2 nhân 100 thì bằng 20. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C các em nhé. Câu 19 ạ. Câu 19 ạ. Trong công nghiệp, kim loại kiềm thổ được điều chế bằng phương pháp nào? Trong công nghiệp, kim loại kiềm thổ nào được điều chế bằng phương pháp nào? Thì kim loại kiềm thổ đứng trước nhôm đúng không? Thì nó chỉ có thể là điện phân đóng chảy mà thôi. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án này. Thế mình rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy Minh. Rất là mong muốn tất cả bạn và các em hãy chia sẻ bài học này lại về tường và tác giúp thầy Minh tất cả các bạn của các em vào đây, bởi vì đây là một bài học free và chúng ta đang tăng dần tốc độ, đúng không ạ? Câu 20, chất khí nào sau đây được dùng để khử trùng diệt khuẩn nước sinh hoạt, nước bể bơi? Thì nó chỉ có thể là A, CL2. 21 ạ. Dãy gồm các kim loại được sắp xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải, tăng dần từ trái phải, và anh đứng cuối cùng là anh mà có tính khử mạnh nhất, đúng không? Khi nào ba cần mua áo? Vậy 21 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án này. 22 ạ. Nhanh lên nào các em. Nhanh nữa lên nào. 22 ạ. 22 đáp án gì ạ? Rồi, úi giời ơi. Thầy xong 21 từ lâu rồi mới thấy các bạn comment. 21 thế này, làm vẫn lag lắm, vẫn chậm lắm.
Chưa thấy câu nào bị lát não nhỉ? 22, nhận xét nào sau đây không đúng? Trong tinh bột, amylose chiếm khoảng 20 đến 30% về khối lượng. Thủy phân cellulose trong dung dịch kiềm thì thu được beta glucose. Phân tử tinh bột được tạo thành từ các đơn vị alpha glucose. Phân tử xác được tạo thành từ hai đơn vị alpha glu và beta pro. 22 bây giờ đáp án gì? 22 mới là câu tranh cãi nhiều. Thấy không? 22 bây giờ mới là tranh cãi nhiều. Bạn chọn B, bạn chọn A, bạn chọn D. Hay chưa? Trong tinh bột, amylose chiếm. Ấy thế à? Riêng câu trả lời cũng đã phân hóa đứa chọn B, đứa chọn A này. Thế là mình sử dụng phương pháp loại trừ đi. Xác được tạo thành từ hai đơn vị alpha glu và beta group. Cái này đúng chứ đúng không? Xác được cấu tạo bởi từ alpha glu và beta group. Trong phân tử tinh bột. Trong phân tử tinh bột thì được tạo thành từ các đơn vị alpha glucose, chính xác. Thủy phân sen trong dung dịch kiềm. Sen có bị thủy phân trong kiềm không các em? Đúng rồi. Sen phải thủy phân trong axit cơ mà. Vậy sai ở đây là B các em nhé. Một câu lát não của buổi sáng ngày hôm nay. Thế mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án B là số ít. Còn phần đông, thế mình xin chia buồn với những bạn phần đông chọn đáp án A. Ok nhá. Vui chưa? Hạnh phúc chưa? Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Làm sai mà mình lại thấy hạnh phúc. Nhỉ? Mình sẽ có số món sắt ạ. 4,48. Nào. Các bạn comment cho thầy em nào. Số món sắt bằng bao nhiêu? Thầy không có máy tính. Số món sắt 4,48 chia 56 bằng 0,08. Fe mà tác dụng với Ag cộng thu được Ag cộng lại còn cho dư nhé. Thì Fe lên Fe dương 2 rồi lên thẳng Fe dương 3. Cộng Ag 3 3 0,08 thì ra này 0,24. 0,24 nhân với 108 bằng 25,92. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. 23 đáp án D. 24. Chất nào sau đây có nhiều trong nước mía? 24. Chất nào sau đây có nhiều trong nước mía? Chất nào có nhiều trong nước mía? Có nhiều trong nước mía là anh nào? Đường sắc carozơ các em nhé. Đường sắc carozơ. 25 ạ. Nhiệt phân hoàn toàn FeOH2 lần trong không khí. Các bạn lưu ý có thể là nhiệt phân bất kỳ hợp chất nào của Fe. Úi rồi bây giờ Phương Mai mới ngủ dậy à em? Úi rồi ôi, quá muộn. Các bạn đã làm được một nửa cái đề rồi mới bây giờ mới thấy bạn Phương Mai. Có nghĩa là các bạn làm một nửa đề thi rồi giờ mới thấy Phương Mai. Nào các em tiếp tục nào. Nhiệt phân hoàn toàn FeOH2 lần thì mình sẽ thu được Fe2O3 đúng không? Đáp án đúng chúng ta đáp án C. 26. Hợp chất NaLO2 nhôm có số xóa là dương 3. Đáp án đúng đáp án C. 27 ạ. Polymer nào sau đây thuộc loại chất dẻo? Polymer nào sau đây thuộc loại chất dẻo? Nào các bạn comment đáp án cho thầy xem nào. 27 polymer nào là chất dẻo? Câu này hay hay bị nhầm lắm này. Polybutadien là cao su. Polyacrylnitrile là tơ. Polyhexametylenadipamid cũng là tơ. Vậy chất dẻo của chúng ta là polyethylene các em nhé. Polyethylene của chúng ta nó mới là chất dẻo. Ok nhá. Câu 28 ạ. Nhóm ion nào sau đây không tạo kết tủa với ion OH trừ? Nhóm ion nào sau đây không tạo kết tủa với ion OH trừ? Lưu ý là không tạo nhá. Đừng ngu ngốc đi chọn tạo nhá. Chống sai ngu là ở đây đấy. CO2 cộng và Ag cộng là chắc chắn tạo rồi. Đúng chưa? Fe2 cộng và Fe3 cộng chắc chắn tạo rồi. Ca2 cộng với OH trừ tạo thành hợp chất ít tan. Mg2 cộng thì chắc chắn là thành kết tủa rồi. Vậy ở đây không tạo kết tủa là Na cộng và K cộng. 29 ạ. Ở điều kiện thường, X là chất khí không màu, độc, có mùi chúng thôi. Ở điều kiện thường, X là chất khí không màu, độc và có mùi chúng thôi. Vậy X của chúng ta là gì? H2S. Đáp
Đáp án chính xác chúng ta là đáp án này. 30 ạ. 30 ạ. Hỗn hợp glycine và alanin tỷ lệ mol là 2:3. Gly 2A, ala 3A, tác dụng vừa đủ với NaOH. Số mol NaOH chúng ta là 0,2 nhân với 0,1 bằng 0,02. Sau phản ứng thu được mg muối khan. Vậy muối chúng ta là Gly trừ 1 H cộng 1 Na, ala trừ 1 H cộng 1 Na. Đúng các em? Thì đầu tiên mình sẽ có là bảo toàn nhóm. Đây, anh này là 2A thì anh này sẽ là Gly trừ 1 bảo toàn Gly 2A. 3 bảo toàn ala là 3. Vậy bảo toàn Na ta sẽ có 0,02 sẽ bằng 2A cộng 3. Đây. Từ đó mình tìm được A chúng ta bằng 0,001. Ấm nha. Vậy 2A bằng 0,008. 3 bằng 0,006. Nào các bạn bấm cho thầy xem nào. Vậy khối lượng bằng bao nhiêu? Thì chờ đợi con số từ các bạn. Khối lượng bằng bao nhiêu? 31 đáp án gì ạ? Đây thì có lác đác một vài bạn bấm được 31 đáp án B. Không biết 31B có đúng không? Các bạn cùng bấm máy tính cho thầy Minh, giúp thầy Minh vậy. 31 đáp án gì ạ? 31 đáp án gì ạ? Chả nhẽ bây giờ bạn ông già này bấm máy tính nhờ. Rồi. À, đây này. Đa số các bạn chọn B. Vậy thì mình lấy đáp án B các em nhé. Cái gì? 30 đâu? 30 gì? Không, màu độc có mùi chứng thối khí là H2S mà. 0,012 ấy. Thầy chia nhầm. 0,012 ở đâu nhỉ? 0,2 nhân 0,1 bằng 0,02. À ừ, chỗ này thì nhân nhầm, đúng rồi. 0,04 nhân 2, 0,03 là 0,012, đúng rồi, đúng. Thì nhân nhầm đấy. 0,012. Thank you Tài. Ok ạ. Rồi 3 bằng 0,012, rồi. 31 đáp án gì ạ? Cái gì 30? 30 xong rồi mà. À ừ, 30, sorry. 30 đáp án gì ạ? Ừ thì đọc nhầm. 30 đáp án gì các em? 30 đáp án gì? À đọc nhầm câu, đọc lú câu. À 30 a 2,108 ạ. Các bạn có điều ra là 2,108 không ạ? Rồi, ok ok. À 31 ạ. Trong thực tế thì kim loại nào sau đây thường dùng làm dây dẫn điện? Lưu ý nha, cái này là thực tế đấy. Úi dồi, bây giờ mới thấy minh ảnh. Bây giờ mới ngủ dậy. Nào, trong thực tế ạ, kim loại nào sau đây thường dùng làm dây dẫn điện? Trong thực tế nào comment mạnh mẽ thì mình sẽ làm. Kim loại nào trong thực tế thường dùng làm dây dẫn điện? Có bạn nào chọn vàng không? Có bạn nào chọn vàng? Không nhỉ? Bạc sao? Bạc sao? Giờ mà dây dẫn điện bằng vàng các bạn thì chắc chúng nó cắt đứt hết, mất điện liên tục. Đúng chưa? Thực tế thì là nhôm. Có dây nhôm, dây đồng. Nha, nếu mà có đồng thì mình chọn đồng. Còn ở đây có nhôm thì mình chọn nhôm. Không có đồng chỉ có nhôm thì mình sẽ chọn nhôm nhá. 32. Dãy gồm các chất được sắp xếp theo tính axit tăng dần từ trái sang phải. Tăng dần từ trái sang phải, vậy đứng cuối cùng phải thằng có tính axit mạnh nhất. Đứng cuối cùng đó là thằng HCl. X. Đúng chưa? Sau đó đến Z, T, rồi đến Y. Đáp án đúng đáp án C. 32 đáp án C. Ba bạn, kim loại nào có tính dẻo nhất nào các em? Úi giỏi, tốt. Tuyên Dương Phương Mai nhá. Phan Kim Chi, Quang Hoàng, Nguyễn Đạt, Trần Chí Hữu. Kim loại nào sau đây có tính dẻo nhất? Dẻo nhất là anh nào? Dẻo nhất là phải là vàng đúng không? Nhưng trong này không có vàng. Trong này không có vàng. Vậy ba ba chọn gì? Hay không?
Bạn thì chọn nhôm, bạn thì chọn bạc. Vậy bây giờ chuẩn nhất là gì? Thấy không? Đề có thấy mình xoắn không? Đề có thấy mình xoắn quẩy không? Vui chưa? Làm mấy cái này nó mới bổ não. Các em nhỉ? Có bổ não? Quá bổ não. Làm này về xương. Là chốt cho được một đáp án đi. Sao cứ có đứa chọn bạc, đứa chọn nhôm này. Thế giờ thầy hỏi nhá. Người ta thường dát mỏng kim loại nào thành lá? Người ta thường dát mỏng kim loại nào thành lá? Đấy. Dát mỏng kim loại nào thành lá à các em? Dát mỏng anh nào? Hay nhờ. Quái. Làm gì còn câu nào hay hơn? Quá xịn. Nào các bạn chọn đáp án gì? Các bạn chọn đáp án gì ạ? Cho thầy một đáp án. Cho thầy một đáp án nào. Hay chưa? Đa số các bạn ở đây đang chọn nhôm. Thế có lá bạc không? Nào. Đa số các bạn ở đây chọn nhôm, nhưng mà bây giờ thì mình hỏi nhé, các bạn bảo là nhôm đúng không? Thế giờ lại cho để mình hỏi là thế có lá bạc không? Có lá bạc không ạ? Cẳng. Quá cẳng. Căng cực luôn. Sao đề này, đề nào sao nó hỏi xoáy thế? Đề nào sao nó hỏi xoáy thế các em nhỉ? Nào. Kim loại nào sau đây dẻo nhất? Chốt nha. Chốt nha. Chốt nha, các bạn sẵn sàng nhá. Kim loại dẻo nhất là bạc. Nếu mà không là vàng thì chúng ta sẽ đến bạc các em nhé. Bạc sẽ dẻo hơn. Được chưa? Có lá bạc mà các em cứ ra tiệm vàng ấy. Được chưa? Hay không? Ấy. Phải có những buổi như này thì các em mới biết được rằng là nếu mà ngồi phòng thi mà hỏi những cái câu như này thì chúng ta toang toác như thế nào. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Chốt 61 đáp án C nhá. Thấy thầy mình chọn lọc những câu là thú vị không? Nếu các bạn thấy hay, nếu bạn thấy hay hãy chấm một cái nhá. Câu ba tựa: kim loại nào sau đây dùng được dùng làm giấy gói thực phẩm? Ôi dồi ôi, câu này cũng hay. Kim loại nào sau đây được sử dụng làm giấy gói thực phẩm nào? Vừa lát não ở bên trên, bây giờ mình lại lát não phát nữa ở bên dưới. Giấy gói thực phẩm, nhưng câu này dễ hơn. Câu này dễ hơn. Gì ạ? Anh nào được sử dụng làm giấy gói thực phẩm? Đúng rồi, nhôm. 35 ạ. Chất nào sau đây? 35 ạ. Chất nào sau đây là amin bậc 1? Bậc 1 thì có dạng là NH2 đúng không? Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. 36 ạ. Hợp chất nào sau đây có tính lượng tinh? Hợp chất nào sau đây có tính lượng tinh? Lượng tinh là khả năng vừa nhường vừa nhận proton mắt cộng, đúng không? Vậy đó là anh nào ạ? Glycine. Do glycine nó có gì? Do glycine nó có nhóm COH và nhóm NH2. Các em nhé. 37 ạ. Chất nào sau đây không tác dụng với axit acetic? 37 ạ. Chất nào sau đây không tác dụng với axit acetic? Thì không tác dụng với axit acetic. MgO là oxit bazơ có nhé. CaCO3 thì có HCO3 hai lần, có HCO3 là lưỡng tính nhé. CaCO3 là chắc chắn này. Vậy không tác dụng axit acetic là MgCl2. Đáp án chính xác là đáp án C. 38 ạ. Tristearin không phản ứng với chất nào sau đây? Tristearin C17H35CO tất cả 3 lần C3H5. Thì C17H35 thì nó sẽ không phản ứng. Anh này no rồi.
nên nó sẽ không phản ứng với lại H2 và xúc tác NI nhiệt độ. Ok chưa? 39, chất nào sau đây thuộc dãy ankin? Thì nó là CH2 đúng không em? CH2 thuộc dãy ankin. 40. 40 nào. 40 các bạn chọn đáp án gì? Các bạn đừng nghĩ với câu này dễ nhá. Hơi bị căng đấy. Hỗn hợp X gồm hai chất tác dụng HCl vừa đủ. Thu được dung dịch Z chỉ chứa một muối. Hai chất tác dụng HCl vừa đủ mà lại chỉ thu được một muối, hai chất X không thể là ôi giời, thì anh thấy là bây giờ cũng rất căng trong việc mà chọn đáp án rồi. Hai chất tác dụng HCl thu được dung dịch chỉ chứa một muối, lưu ý nha. Đấy, nhiều bạn bảo FeO và Fe thì tác dụng HCl thu được một muối là FeCl2, nó đúng mà. Đề bài bảo là nó không thể cơ mà các em. Nhìn kỹ lại không thể nhỉ. Nhiều bạn bảo F3O4 và Fe, nghe thầy phân tích nhá. F3O4 mà tác dụng HCl thì có phải mình thu được FeCl2 và FeCl3 không? Nhưng sau đó FeCl3 lại tác dụng với Fe để tạo thành FeCl2 không? Vậy vẫn có thể, đúng không? Không thể là gì ạ? Đúng rồi, nhiều bạn tinh ý này. 40Ia không thể là Fe2O3 và FeO, do khi tác dụng HCl nó sẽ tạo thành FeCl3 và FeCl2. Thì hai bọn này thì nó không thể là một muối được. Vì vậy nên hai chất X không thể là đáp án A các em nhé. Ui dồi ôi, ba đáp án còn lại đều không thể, nhục chưa? Nhục chưa? Quang Minh nhìn ra chưa em ơi? Hạnh phúc không em? Chúc mừng Trần Thắm, chúc mừng Trần Hy, chúc mừng Trần Trí Hiếu, chúc mừng Quang Đạt, chúc mừng Nguyễn Đạt, chúc mừng Thu Hiền đã chọn sai, chúc mừng Phương Mai Dinh, Đinh Đinh Phương Mai đã chọn sai, hay chưa? Hạnh phúc không? Đấy, chưa tỉnh ngủ. 41. Hòa tan hoàn toàn 15,6 gram AlOH 3 lần. Số mol 15,6 chia 78 bằng 0,2 mol. Trong HCl mình thu được AlCl3. Vậy số mol muối chúng ta là 0,2. Mình tìm được khối lượng 2735,5 nhân 3 cộng 27 bằng nhân 0,2 bằng 26,7 gram. 26,7 gram. Đó là đúng đáp án C. 42. 42 ạ. Nào các bạn comment đáp án cho thầy mình xem 42 đáp án gì. Đốt cháy hoàn toàn 11,1 gram STX. Thu được số mol CO2 và số mol H2O bằng nhau. Công thức phân tử của X. Vậy mình đi bảo toàn khối lượng. Mình sẽ có khối lượng của este bằng khối lượng của O cộng khối lượng của O2 cộng khối lượng của O2 bằng khối lượng của CO2 cộng khối lượng của H2O. Từ đó mình tìm được số mol của O2 bằng 0,45 nhân 44 cộng 0,45 nhân 18 trừ 11,1. Đấy chưa? Chia 32. Nào các bạn bấm giúp thầy mình xem số mol O2 của thầy mình bằng bao nhiêu. Các bạn bấm giúp thầy mình xem số mol O2 của thầy mình bằng bao nhiêu. Thầy mình không có máy tính ở đây. Bấm ngu ngốc nào, cái máy tính này bấm ngu ngốc là 0,4544 này cộng 0,45 nhân 18 này trừ 11,1 bằng chia 32 bằng 0,525 không các em? Có phải bằng 0,525 không? Bảo toàn O ta có hai lần số mol este. Giả sử este đơn chức, nhìn A, B, C, D đều đơn chức. Cộng hai lần số mol O2 bằng hai lần số mol CO2 cộng một lần số mol H2O. Từ đó suy ra số mol este bằng 2 nhân 0,45 cộng 2 sorry. 2 nhân 0,45 cộng 0,45 trừ 2 nhân 0,525 bằng chia 2 bằng 0,15. Số mol este mà bằng 0,15, vậy mình sẽ suy ra số C
bằng 0,45 chia 0,15 bằng 3. Vậy suy ra công thức chúng ta là C3H6O2 do số mol nước bằng số mol CO2 nhá. 42 đáp án chính xác của chúng ta là 42 C. Thế mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn 42 đáp án C. 43. Thủy phân hoàn toàn triglyceride X là 43 đó, các bạn có comment đáp án để mình. Trong dịch đá hoắt thu được, vậy công thức của X là C17H33 tất cả 3 lần C35. Đáp án đúng chúng ta đáp án A. Kèm nhá. Câu 44 đó. 44 đó. Số nhóm carboxylic có trong một phân tử lysine. Lysine thì mình sẽ có hai nhóm NH2. Một nhóm COH. Đúng chưa? Hai nhóm NH2 và một nhóm COH. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án B. Câu 45 ạ. Polymer nào sau đây thuộc loại cao su? Polymer nào sau đây thuộc loại cao su? Polymer nào thuộc loại cao su? Nào các bạn chọn thành mình nào. Polymer nào cao su? Polybutadien đúng không? Đáp án chính xác chúng ta đáp án D. 46 ạ, công thức của etin acetat ạ. CH3COOC2H5. Đáp án chính xác đáp án A. 47, chất nào sau đây là amin bậc 3? Amin bậc 3 là CH3 tất cả 3 lần N. 48, các mảng riêu cua xuất hiện khi nấu canh cua, đó là do xảy ra sự đông tụ protein. 49, ở điều kiện thường thì chất nào sau đây tồn tại trạng thái rắn? Câu này cũng lag này, hãy cẩn thận không lag não này. Ở điều kiện thường thì chất nào sau đây tồn tại ở trạng thái rắn? Anh nào trạng thái rắn ạ? 49 ạ. Anilin lỏng nhá, metinamin khí này, triolein, nó là chất béo không no, lỏng. Vậy chỉ còn gì? Glycine. À, glycine. Amino acid thì lúc nào tồn tại trạng thái là dưới dạng tinh thể. 50, xác là chất rắn kết tinh có vị ngọt chứa nhiều trong cây mía, công thức của xác C12H2O11B. 51. Từ m kg mùn cưa chứa 60% sen. Còn lại tạp chất trơ sản xuất được 50 kg glucose. Vậy hiệu suất toàn bộ quá trình là 80% giá trị của m. Càng đấy, sen C6H10O5 glu C6H12O6 hiệu suất 0,8. Vậy ta sẽ có số mol là 50 chia 180. 50 chia cho 180 bằng, ui xỉa, số mol lẻ lắm. Thôi bằng 5/18. Vậy suy ngược ra được số mol sen là 5/18 thuận nhân nghịch chia, chia 0,8. Đúng chưa? Chia 0,8 bằng được bao nhiêu nhân với 162 bằng được bao nhiêu hiệu chứa 60% cellulose, vậy chia cho 0,6 bằng kết quả của chúng ta bằng bao nhiêu? 93. 93,75. Được chưa? C12, à đúng rồi, mắt thì lé đấy. Ok, thank you các em, 50 đáp án phải đáp án C. Thầy đọc là C12H2O11 thì đi tô B. Sorry các em nhá. 50 C, ok, 50 C nhá. 51 B. Nào, 52 nào. 52 các bạn chọn đáp án gì ạ? Thực hiện phản ứng este hóa giữa ethylene glycol với hỗn hợp gồm acid formic và acid acetic thu được tối đa bao nhiêu este2 chức? Thế thì ta sẽ có là gì ạ? FFAA, đúng không? FFAA. Thank you Phương Linh nhá. Rồi, cảm ơn các em. Vậy ta sẽ thu được mấy? 3. Đáp án chính xác chúng ta đáp án A. 53. Cho các polymer sau. 53. Cho các polymer sau. Số polymer được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Cho các polymer sau. Số polymer mà được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng nhé. Polyvinyl chlorua là trùng hợp. Polymethyl mesh agarate trùng hợp. Polyacrylonitrile trùng hợp. Nylon 6,6 trùng ngưng. Polybutadien trùng hợp. Đúng không? Vậy là mấy ạ? 53 đáp án đúng của chúng ta là đáp án C các em nhá. Cẩn thận không sai ngô. Nhá, C ạ. 54. Phát biểu nào sau đây là đúng?
Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? 54, phát biểu nào sau đây là đúng? Thủy phân xác chỉ thu được glu là sai. Thủy phân xác mình thu được alpha glu và beta fructose. Glu và fructose đều thuộc loại monosaccharide. Đúng. Vậy đúng của chúng ta 54 là đáp án B các em nhé. C tinh bột và sen đều tham gia phản ứng trắng bạc là sai mà, làm sao có bạn lại chọn C được nhá. 54 C sai nhá. 54 đáp án chính xác nhất của chúng ta nó phải là đáp án B các em ạ. 54 đáp án B nhé. 55 ạ. Hỗn hợp gồm Fe, Cu và dung dịch AgNO3 trong đó 3 phát biểu. Sản phẩm thu được gồm hai kim loại và dung dịch chỉ chứa một muối. Vậy ta sẽ có này. Thứ tự của kim loại tạo thành tính khử tăng dần. Vậy hai kim loại là Ag và Cu. Đúng chưa? CuAg. Một muối. Vậy thứ tự cation kim loại tạo thành tính oxy hóa tăng dần, vậy một muối nó là Fe NO3. Tất cả 3 lần. Vậy đáp án chính xác của chúng ta chỉ có thể là đáp án D mà thôi nhá. Một muối. À đúng rồi, sorry ạ. Một muối nhưng mà tính oxy hóa tăng dần cơ mà, nên nó là Fe NO3 hai lần ạ. Đáp án A các em nhé. Sorry các em. Lác lác đấy. Lác đấy. 55A. 56 nào. Một câu tính toán ạ. Cho 19,5 gam hỗn hợp gồm glycine và dimethylamine CH3 hai lần NH. Tác dụng vừa đủ với NaOH. Số mol là 0,2 vừa đủ. Mặt khác, cũng cho 19,5 gam tác dụng vừa đủ với HCl thì thu được muối. Xác định giá trị của V và M. Câu này càng đấy nhỉ, câu này bắt đầu phải nghĩ, đúng không? Thế thì thế này, tác dụng với NaOH thì dimetin amin là không phản ứng. Vậy ăn NaOH chỉ có glycine, glycine một nhóm COH nên số mol NaOH chính bằng số mol gly 0,2 luôn. Được chưa? Vậy từ đó mình tìm được số mol của dimetin amin là 10 là 0,2 nhân với 75 ra khối lượng glycine là 15. 19,5 trừ 15 là ra khối lượng dimetin amin là 4,5, vậy số mol nó là 0,1. Khi mà đớp nhau HCl thì một anh glycine ăn một anh HCl. Một anh dimethylamine cũng ăn một anh HCl. Đúng chưa? Vậy ta sẽ có số mol HCl bằng 0,3. Vậy V là 0,3 chia cho 1 thì bằng 0,3 hay là 300 ml. 300 ml. M muối chúng ta thì bảo toàn khối lượng sẽ bằng là 19,5 cộng với lại 0,3. Đúng chưa? Nhân với lại 36,5. 0,3 nhân 36,5 bằng cộng với 19,5 bằng, kết quả chúng ta bằng 30,45. Vậy 56 chúng ta là đáp án C các em nhé. 56 đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. 57 nè. Càng càng đấy, 57 đấy, đến những cái câu nhận định đếm này càng đẹp. 57 đáp án gì ạ? Cho các polymer sau. Số polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Lúc nãy thì hỏi trùng ngưng, bây giờ thì hỏi trùng hợp, nó cứ xoay như trong trống thế này. Polypropylene là trùng hợp 1. 1 nhá. Polyvinyl chlorua 2. Polybutadiene 3. Polyethylene terephthalate là trùng ngưng. Polyisoprene 4. Vậy 4 anh là trùng hợp. 57 đáp án D. Thế mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án đúng, 57 đáp án D. Chia buồn bạn Tiến Kiều chọn 57 đáp án F. Được không ạ? Chắc bạn gõ lỗi. 58 nào. Đếm 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 đấy. Cho phát biểu sau số phát biểu đúng là. Cho các phát biểu sau số phát biểu đúng là. Tất cả các peptide đều tham gia phản ứng màu biore sai. Phải đi từ tripeptide trở lên đúng không em? Alanin là hợp chất hữu cơ loại tạp chất alanin. Đúng rồi, có một nhóm NH2, một nhóm COH. Đúng. Acid 7 amino heptanoic là nguyên liệu sản xuất tơ ni lông 6 là sai. Ni lông 7 cơ. Đúng không? Ni lông 6 không đúng. Được chưa? Trong phân tử protein thì luôn chứa liên kết peptide. Cái này đúng. Nhá. Trong phân tử protein thì luôn chứa liên kết peptide là chính xác. Đúng. Nào,
D. D nào, xem nào. Luôn chứa ligavitin đúng. Thành phần của bột ngọt mì chính chỉ chứa nguyên tố CHO và Na. Thế thì bột ngọt và mì chính của chúng ta là muối mononatri của axit glutamic thì nó sẽ chứa CHO và Na. Đúng. Vậy chúng ta có bao nhiêu đáp án đúng ạ? Bao nhiêu đáp án đúng ạ? Bao nhiêu? À đúng rồi, nếu mà nó là chỉ chứa thì còn thiếu gì ạ? Còn thiếu N, đúng rồi. Nên anh này lại thành sai tí nữa toàn. Vậy 58 chúng ta đáp án gì ạ? Vậy 58 đáp án chính xác của chúng ta đáp án gì? Các em thấy kinh không? Tí nữa toàn đấy. Phút thứ 89. Phút thứ 89. Nên là đôi khi khi làm những bài thi này, chúng ta phải cần một cái sự lì lợm và tỉnh táo các em nhé. Phải cực kỳ lì lợm và cực kỳ tỉnh táo. Được không ạ? Không thể mơ ngủ được nhá. Vậy đáp án là gì ạ? 58 đáp án gì ạ? 58 đáp án B. Hai phải hiểu đúng. Ok chưa? Ok chưa? Khắc cốt ghi tâm rồi này đấy, đạt khắc cốt ghi tâm học Tây, câu chuyện nó phải khác đúng không? 59 câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. 59 ạ, câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. Các bạn chọn cho 59 đáp án gì? Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là, cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là sục khí H2 xúc tác Ni vào triolein trong nồi kín để nguội thu được chất lỏng là tristerin, cái này đúng. Dầu cọ hay là dầu ô liu thì có thành phần chính là chất béo, cái này cũng đúng. Anilin là hợp chất lưỡng tính là sai, anilin là C6H5NH2. Nó có tính gì ạ? Nó có tính bazơ. Cao su lưu hóa có tính đàn hồi và độ bền cao hơn cao su thường, đúng. Amylopectin không tan trong nước cũng như các dung môi thông thường, đúng. Vì amylopectin có phân tử Hố rất lớn nên nó không tan trong nước cũng như các dung môi thông thường. Vậy ta sẽ có mấy phát biểu đúng ạ? Ba phát biểu đúng kèm nhé. Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án B. Thế mình tuyên dương tất cả các bạn chọn câu 59 đáp án B. Hay không? Thế mình rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi cái buổi học ngày hôm nay. 5 phút, 5 giờ 30 phút sáng sớm luyện não để chống sai ngu lý thuyết hóa số 02. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình comment đáp án từ đầu tới giờ và tuyên dương những cái bạn mà comment liên tục đúng như Nguyễn Đạt, như Quang Minh Nguyễn. Được chưa? À, thầy thích bốn à? Ô thầy thích bốn à? Từ 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 từ. Để nguội. Đây cái này này sai, để nguội thu được chất rắn chứ. Đọc là sai nhưng mà lại tô là đúng. Ba. Ba các em nhé. Bởi vì tristerin nó là chất rắn chứ không phải là chất lỏng. Ok chưa ạ? Kinh không? Sau này là C, ba thôi. B, D, E là đúng nhá. Thấy không? Các em thấy cái khả năng khi mà làm quá nhiều những câu như này thì cái khả năng kinh khủng nhất, lì lợm nhất của chúng ta là ta đọc sai nhưng ta vẫn tô đúng. Và đi thi chúng ta cần như vậy. Đúng không ạ? Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay. Bye bye, chào tạm biệt tất cả bạn và các em và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào sáng ngày mai. Bye bye, chào tạm biệt. Chúc tất cả các bạn và các em